Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì có một anh khách đến salon của mình để tẩy và nhuộm cái màu nâu khối nha các bạn. Ok, cái màu này hết sức đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ tẩy với oxy 6 và bột tẩy tỷ lệ là 1.5 nha các bạn. Tẩy từ trong ra. Nước 1 thì chúng ta tẩy sơ qua thôi. Vào thật là nhanh cho nó hết nha các bạn. Sau khi chúng ta vào xong hết cái tóc một lượt á, thì chúng ta bắt đầu quay lại massage cho nó chính xác hơn. Các bạn nhớ đừng có vào sát da đầu quá nha. Vào sát da đầu một hồi nhuộm rất là rát luôn. Đây, sau khi chúng ta vào vừa xong thì tóc nó cũng lên màu đều rồi đó các bạn. Và cái tóc này mình ngâm khoảng 40 phút nha các bạn. Sau khi 40 phút thì cái nền nó lên như thế này. Chúng ta tiếp tục lấy bột tẩy oxy 6 tỷ lệ 1.5. Chúng ta tẩy tiếp một lần nữa cho cái nền nó sáng hơn một xíu. Đây là công đoạn tẩy lần 2 nha các bạn. Không cần gạt thuốc ra đâu. Các bạn nếu kỹ thuật còn yếu thì các bạn vào từ từ. Nếu kỹ thuật các bạn tốt thì các bạn vào theo kiểu này nha. Chấm đừng có sát da đầu quá. Kỹ thuật còn yếu, các bạn nên dở từng lớp và massage trên tay chứ không nên chấm như thế này. Khi các bạn làm tốt rồi thì mới nên làm như thế này. Vì như thế này các bạn dễ chấm động vào trong chân thì cái phần chân nó sẽ sáng hơn rất là nhiều đó. Đây các bạn thấy, chừa một tẹo ở trong chân nha. Tí nhuộm không hề rát luôn. Ok, đây là cái máy tóc mình ngâm khoảng 15 phút. Thấy cái nền như thế này thì mình tiến hành đi xả với nước bình thường, không gội tím, không khử vàng gì hết nha các bạn. Và đây là công thức của mình. Sau khi xả xong, chúng ta sẽ có cái nền như thế này. Màu này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nhuộm từ trong chân ra ngoài luôn, chung một bát thuốc nha các bạn. Không cần phân ra chấm chân riêng đâu. Đến công đoạn này nó đơn giản quá rồi. Chúng ta chỉ cần vào thuốc rồi ngâm khoảng 25 phút và tiến hành đi xả. Và đây là kết quả cuối cùng.